Câu chuyện Thuần Phục Sư Tử. Thuần Phục Sư Tử là câu chuyện dân gian Ả Rập cho thấy sự kiên nhẫn, dịu dàng và thông minh là sức mạnh giúp người phụ nữ bảo vệ hạnh phúc gia đình. Halima lấy chồng được 2 năm. Trước khi cưới, chồng nàng là một người dễ mến, lúc nào cũng tươi cười. Vậy mà giờ đây, chỉ thấy chàng cau có, gắt gỏng. Không biết làm thế nào, Halima đến nhờ vị giáo sĩ già trong vùng giúp đỡ. Vị giáo sĩ râu tóc bạc phơ nhìn vào mắt Halima hồi lâu rồi bảo: "Nếu con đem được 3 sợi lông bờm của một con sư tử sống về đây, ta sẽ nói cho con bí quyết." Nghe vậy, Halima sợ toát mồ hôi. Nàng trở về vừa đi vừa khóc. Nhưng mong muốn hạnh phúc đã giúp nàng tìm ra cách làm quen với chúa Sơn Lâm. Tối đến, nàng ôm một con cừu non vào rừng. Thấy có mồi, sư tử gầm lên một tiếng, nhảy bổ tới. Halima cũng hét lên khiếp đạp, rồi ném con cừu xuống đất. Mấy ngày liền, tối nào cũng được ăn món thịt cừu ngon lành trong tay Halima. Sư tử dần dần đổi tính, nó quen với nàng, có hôm còn nằm cho nàng trải bộ lông bờm sau gáy. Một tối, khi sư tử đã no nê, nằm bên chân Halima ngoan ngoãn như một con mèo lớn. Halima khẩn đức Allah che chở cho nàng, rồi lén nhổ 3 sợi lông bờm của nó. Con vật giật mình, chồm dậy, nhưng bắt gặp ánh mắt dịu hiền của nàng. Nó cụp mắt xuống rồi lặng lặng bỏ đi. Halima chạy ngay tới nhà giáo sĩ. Cụ già mỉm cười: "Chỉ trong ít ngày, bằng trí thông minh và lòng kiên nhẫn và cử chỉ dịu dàng, con đã thuần phục được một con sư tử hung dữ. Lẽ nào con không làm mềm lòng nổi một người đàn ông vốn yếu đuối hơn sư tử rất nhiều? Con đã nắm được bí quyết rồi,